vậy giờ dừa đi, dừa đi, dừa à, nước dừa vô vô tính rồi. Tại tại tính gì uống nước dừa dưới quê lên, uống nước dừa nhiều quá, nước dừa lên đây cũng nước dừa đâu có gì đâu. Coca à hả? Đúng đúng đúng, còn này hiểu tâm nữa. Coca uống sôi ruột. Không, đi xa lên mệt uống sôi ruột. Mình còn đói bụng, không muốn uống coca. Đá chanh, đá chanh. Rồi, 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 vậy là. Rồi. Ha nói quá. Đá chanh rồi uống mới dưới quê lên uống thuộc máu sao? Đúng không? Con này là nó được. Trà đá đi, trà đá là ai cũng uống được. Dạ mày uống gì cũng được. Trà đá quá, vô lấy liền. Đúng rồi. Con, có kêu cậu luôn không? Bạn thân mày không? Cậu, cậu ơi, bạn thân quá, trời tới nè. Cái con. Trời ơi, anh chị đi đường xa mệt không vậy? À, cũng không mệt gì lắm. Nghe nó mời nước chạy khỏe luôn. Ai, ai, ai vậy em? Ủa, mùi, ai mới lên hả? Anh Dương. Dạ, bên đây bị cũng gọi quá rồi. À, nước, 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 hai cái hai nước đây. Uống nghe nha, nhỏ mới mà siêng năng vậy. Sao nãy nó nói gì mà giờ nó không nói tiếng nào anh? À, sao con không nói con? Nãy con nói quá trời vui lắm á. Giờ con xong con nói. Cô cho con nói hả? Nói đi. Trời yêu nó đi cô. Đại chủ con đó là nói nhiều quá bị trừ ơn. Tại đâu đâu nói. Uống đi. Trà có mới pha trà lại cho nó tôi phước luôn á. Ngon dữ lắm mà chưa. Đã chưa có sáng hơn. Vô trong, vô trong. Không trừ lương. Dạ dạ. Con vô nấu cơm cô chú ăn nha. Giờ nói chuyện nha. Nói à, không, không, không kịp kêu con ra nói vụ nha. Nói vậy mà nó học ý tôi lắm. Nó hiểu ý tôi. Hay sao lên đây chơi phải không? Không ăn dưới cho ngon lành vậy phải không? Người ta nói giờ cũng quẩn rồi. Thành thử mới lên thăm hai đứa bay coi thử là mà ăn sao. Vậy với là đây sẵn Tết đó mà. Vậy là anh chỉ đây chơi với tụi em ba ngày Tết nha. Bảy. Chơi ba ngày Tết chi cho nó phiền. Để chơi nửa tháng luôn. Gì cũng được mà, đâu có gì đâu. Cho nên vô. Thích nhà đơn chiếc mà. Ủa, hai vợ chồng định lên đây chơi Tết nửa tháng hả? Ờ, nửa tháng. Ở đây hả? Ở đây, ở nhà này luôn. Ở tụi bay. Buồn. Nó buồn bà ơi, nghe chơi nửa tháng nó buồn thôi được rồi, tao hiểu. Vợ chồng mày không con cái đơn chiếc, tao hiểu mà. Thôi hôm ấy tao ở mày luôn tháng, vậy đi ha. Vậy chứ, vậy đi. Vậy là tháng riêng mà tháng ăn chơi mà. Nói nghe, nói nghe. Nhớ Dũng không? Dũng mập mập nó. Nó sổ sữa hồi nhỏ cũng sổ sữa, mà giờ lớn cũng sổ sữa nhớ. Dũng quắn á heo. Nhớ nhớ nhớ. Sao sao? Nó nhắc vợ chồng bay hoài. Trời mẹ ơi, vậy mà nó còn nhớ tới mình hả mẹ? Lâu chứ mà cũng còn nhớ. Nó mới vừa xây cái nhà của nó hả? Nó còn bự hơn cái nhà này nữa. Vậy, vậy mừng cho nó. Vậy bây giờ ha, bây giờ muốn gì muốn. Thôi giờ để tôi dẫn qua nhà Dũng chân, cho biết nhà, ha. Thôi anh đợi, để anh chị nghỉ ngơi rồi. Em nói với bé hai nấu cơm mà anh chị ăn luôn. À vậy ha. Có gì đó mà phải qua nhà bên ngay. Kia. Nhà nó rộng rãi mà phòng ốc nó ngon lành, phải như nhà tôi đâu. Nhà tôi nó có vậy chứ nó chật chội lắm. Mày. Từ xưa tới giờ mà mày không hiểu tính bạn bè gì hết trơn hết rồi. Tao có cần nhà cao cửa rộng đâu, tao lên tao thăm mày, không? Ở nhỏ nhỏ vậy mà nó ấm cúng, tao thích ở nhà mày hơn. Nếu mà tao ham rộng rãi, tao ở lên trên thành phố lâu rồi, không? Không phải nói nghe mà Dũng nó nhắc hoài. Bây giờ qua nhà nó, đó rồi cái hai vợ chồng nghĩa là gặp nói trao đổi với nhau. Còn muốn ở nhà tôi cũng được, ở nhà nó cũng được. Chứ bây giờ một hai đòi ở nhà tôi á, nó không nó buồn, hiểu không? Không vậy á, uống miếng nước lẹ lẹ đi. Rồi tôi dẫn qua nhà Dũng á, cho biết nhà Dũng ha. Đi luôn, đi, đi ngay luôn bây giờ. Tèo. Dạ. Con coi sắp xếp đồ đạc lại giùm cho chú nghe. Dạ dạ dạ. Hôm nay còn có mấy cửa nữa rồi đó. Dũng ơi. Dũng ơi Dũng. Con ra coi coi Tèo. Dạ dạ dạ. À cậu ơi có chú Dương. Ủa vậy hả? Dạ. Vô. Dạ dạ mời chú Dương vô nhà chú Dương. Rồi. Dạ. Ê Dương, ngoài hả? Chú Dương ngồi chú Dương. À đang chuẩn bị tính nhất hả? Dạ dạ. À, sắp xếp đồ đạc rồi lại. Chú Dương uống nước chú Dương. Rồi. Con lấy cho chú Dương bình nước nóng nha. Rồi. Mà sao rồi? Mày bên mày chuẩn bị tính nhất được chưa? Ngon lành rồi, xong xuôi hết trơn rồi. Mày hiểu tin gì chưa? Cái gì? Vợ chồng thằng Mù với vợ lên. Ủa gì hả? Mới lên tức thì nè. Năm nay lên ăn Tết đây hả? Ăn Tết. Mà không những ăn Tết á là 3-4 ngày đâu mà nghe nói là ăn cả tháng luôn á.
tao à, một hai á là tao nói thôi bây giờ ăn Tết á kỳ này ở nhà tao đi. Nó không chịu. Nó nói thôi bây giờ qua nhà Dũng mới được. Nó thành ra giờ tao phải qua nói mày, tao mày có ý kiến gì không? Không có sao. Đồng ý gì không á? Cứ việc qua tao. Được không ạ? À? Được. Nhà tao rộng rãi thoải mái lắm. Gì hả? Nói thì tao nói nó thôi bây giờ lâu lâu lên đi chơi. Đó thì ở nhà tao đi. Nó không chịu nữa, tới một hai qua nhà Dũng, Dũng thoải mái mà tao cũng công nhận nhà mày thoải mái hơn, nhà mày mới xây rộng rãi. Nhưng mà nhắm mày chứa nguyên tháng nổi không á? Không có sao, à. Tao nói với mày á là vợ tao về quê rồi. À. Tao cũng muốn bạn bè có ăn Tết cho nó vui. Nói vậy đi, vậy đi, nói rồi đi á. Vậy là chút xíu nữa ha, là vợ chồng của Mùi nó qua đây. Rồi mày dặn người người làm đi đó ha, chọn phòng ốc đàng hoàng cho nó ở cậu cả tháng trời á nha. Được không? Được, được chứ. Được phải không? Nhưng mà tụi nó đâu rồi? Rồi. Cái con người làm của tao á, đưa hai đứa nó đi vòng vòng siêu thị gần nhà mày nè. Chắc xíu về liền giờ nè, vô ra đây liền nè. Uống nước, nước. Cậu ơi cậu, có khách liền cậu. Ủa vậy hả? Cho vô đi con. Dạ. Vô đi. Chắc tụi nó về á. Vô đi. Cậu. Trời đất ơi. Dạ. Đây con mình nhỏ này á. Hai đứa bay rảnh quá vậy, tự nhiên dung văn dung vẻ dắt nhau vô đây. Tụi nhỏ chăm chú Mùi đâu? Chú Mùi với cô Dậu hả? Hả? Sao nghe tên thấy nghèo hả? Cô Dậu, tưởng chị Dậu. Đâu rồi? Con nói dắt hai người đi chợ. À. Mà công nhận hai người đi lâu thiệt á, con đi xong con dắt con chắc đi cho đã luôn. Lát hồi hai người đuối quá đi không nổi, cà lết ngoài. Mẹ, chứ... ở đâu? Trước cửa. Trời ơi, đưa vô vô. Dạ, dạ, dạ. Đó, mà đi chợ không? Đi chợ rồi vậy đi. Ủa, mới đi vòng siêu thị mà mệt mỏi vậy thôi. Mày khẽ ha. Mày lâu lắm rồi nha. Đó, Dũng nè, Dũng nè. Bộ đi rồi có uống rượu gì xỉn hả? Xỉn gì, con này nè, nó bắt đi mệt chứ trong bà không giải luôn. Đi đâu? Trời ơi, thì tụi tôi định đi chợ, coi cái này cái kia thì thấy đẹp quá à. Mà tôi lượn ở chỗ nào đẹp để tôi đứng tôi chụp hình. Chỗ bông đẹp nè, rồi cái chỗ tiệm vàng đẹp nó không cho tôi đứng. Nó bắt tôi đứng ở chỗ tiệm rau mà. Trời mẹ, tiệm rau nó đứng hoài luôn mày. Nó quen được. Thật vậy rồi hả? Dạ con. Con giả bộ bố dắt vào với con đẩy đây. À, con nói cô ghê, đẩy được ai con đẩy qua đây con cũng khỏe, khỏi làm gì với đỡ cực. Yên tâm đi, tao bán cái được rồi. Dạ, ở đây ha, ở đây ha. Vậy lo cái nhà bình thường. Trời ơi, cô cậu. Cô cậu ở chơi em. Con xin phép cô cậu con về nha. Ở đây ăn Tết nha. Bye bye cô cậu nha, cô cậu về. Cảm ơn con. Thằng nói tèo mở cửa khóa cửa lại cẩn thận đó. Dạ. Nè sao? Lúc này ở dưới làm ăn sao? Cũng đỡ, thật ra mày nghe cũng ôi mình còn thời gian dài tha hồ tâm sự mày ơi. Đây tao nói mày nghe, một hai nó đồ quá ở nhà mày đó mà cũng mà nè nè cũng nhận không nè 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 muốn mày công nhận á nhà Dũng mới xây không đẹp đẽ rộng rãi không? Trời ơi, phòng bóc bao la luôn đó, chỉ sợ mày mới xây đâu mày ở hồi á là một hai ngày vẫn còn đi lạc đó nha. Hồi nãy á tao tính lên á là tao ở nhà này nhưng mà tại vì nó thôi nói nghe nè bạn bè ở đâu cũng vậy thôi, ở nhà tao cũng vậy mà ở nhà Dũng cũng vậy, nhưng mà ở nhà Dũng là nó tiện nhất. Đúng rồi, hiểu không? Đó, cứ gì ở nhà tao đi. Nhà tao rộng rãi lắm. Chỉ là vợ tao cũng về quê ăn Tết rồi. Đó. Lâu rồi tụi bay lên chơi giờ vui lắm á. Thôi giờ vậy. Ha, bây giờ hai vợ chồng bay cứ ở nhà Dũng chơi nha. Tao bận công chuyện cái. Ha, rồi chừng nào mà nhậu nhẹt gì báo tao chạy qua. Từ giờ tới chiều tao chạy qua chơi ha. Cô có nhà đó nha. Đi đi. Rồi, có công chuyện quá gấp với còn mấy ngày nữa nha. Ở chơi rồi mình gặp lại sao? Ta tao mở cửa giùm chú nè. Dạ dạ. Con lầm đặt ha. Thôi lên gặp tụi bay là tao vui lắm rồi. Sao? Công chuyện làm ăn chứ sao? Cũng được, bà con mình dưới cũng khỏe hết á. Dạ. Để kêu Tèo. Tèo. Dạ dạ. Con coi lấy phụ mấy cô chú đồ đạc á, lên phòng dọn dẹp phòng cho cô chú tắm rửa rồi đi nghe. Dạ dạ dạ. Thôi ông ơi, để tôi vô tôi rửa mặt mày cho nó khỏe một chút nha. Thôi để vợ tao rửa mặt mày đi. Dạ, dạ. Để con dẫn vô cái chỗ phòng rửa mặt á. Dạ dạ. Cho đi với con thiếp. Dạ đi ngoài này thiếp. Dạ dạ đi ngoài này. Mà sao? Ở dưới bà con mình cũng khỏe hết chứ hả? Khỏe, chú Sáu gửi lời thăm mày đó. Nghe mày mà ăn được cũng mừng, nhà cửa xây cũng khang trang ha. Cái gì vậy? Hả? Mẹ dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ cậu nghe con. Trời ơi. Dạ, sao, sao? Làm gì cậu người la dữ vậy? Có tiếng nữa con đưa cô vô tới cửa nhà tắm. Cái cô bước vô con gài chốt lại, con đứng ở ngoài con không biết sao cô la dữ vậy cậu ơi. Thôi để tao buồn. Không, vậy vợ tao để tao. Bà bị yếu tim chết tao. Trời ơi, anh mình. Thôi đi nè. Mở cửa. Em mở cửa. Anh nè. Em mở cửa.
bỏ nè. Quá kinh khủng. Sao vậy chú? Nhà mày kinh khủng quá Dũng. Dạ 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 sao? Quá kinh. Cái gì Mùi? Dạ dạ. Ở trong đó có cái chuyện gì không? Dạ đâu có gì đâu. Hồi sáng giờ con cũng dọn dẹp sạch sẽ như mọi ngày à cậu ơi. Không có sao hết anh ơi. Bị gì vậy nè? Hồi nãy tôi bước vô trọng, tôi quá thì tôi vừa vô, tôi đóng cửa lại. Tôi vừa úp mặt xuống tôi rửa mặt gì, tôi bước lên. Để trời sao? Ơi, tôi thấy mùi mấy tôi luôn. Hàng loạt. Con mày sao? Tao vô tao nghe bà la quá, xong tao cũng không biết chuyện gì, tao nhìn vô trời hả, một hàng tre không như thập diện mai phục bị tao ôm á, mày thấy không, nó gom trời rồi tao la luôn chứ tao đâu có sợ như bả đâu. Nói tụi nghe, tao gắn ở trong đó là để cho thấy cái nhà nó rộng rãi hơn, coi như là cái mô đen bây giờ nó vậy đó. Gắn kiến á bà, không biết trời gì hết trơn. Chú với mà. Cô la mà tụi con với lại cậu con hết hồn luôn á. Trời ơi, tôi thấy hàng loạt tôi. Nè, nhớ nè, nhớ cái kiểu này đằng sau về mình mặn nha. Để cho bà con hàng xóm vô là chắc vui lắm. Thôi vậy giờ con mời chú với cô vô tắm ha. Không, khỏi. Thôi con cứ vô lo công chuyện đi. Dạ, dạ. Chú với cô tính được rồi. Dạ, cảm ơn. Tội nghiệp nhỏ mày la nó. Nè, giờ tao nói mày nghe. Sao? Xuống đây gặp mày vậy nhà cửa khang trang tao cũng mừng. Vợ mày đi về quê rồi ha? Về quê rồi. Thì tụi bay ở lại cái đây chứ gì, ăn Tết tao vui vẻ, thoải mái. Được, yên tâm, tao ở đâu mà. Đi xe đi ông, đi xe mình đi chơi. Quên, vợ tao nhắc tao mới nhớ. Mấy giờ mày có cái xe nào quẩn á, mày cho tao mượn đi. Tao chở bà đi vòng chơi. Tụi bay muốn đi chơi phải không? Để tao lái xe cho tụi bay đi. Không cần, tao nói mày nghe. Mày nhiệt tình vậy là tao mừng rồi. Nhưng mà mày công chuyện nhiều. Thôi giờ tao tự chở vợ tao đi, không? Tao lên trên này tao mới chở mày đi chứ. Nhưng mà có bằng lái không? Yên tâm, lái mới cài mà tao còn có rồi. Thôi chỉ lấy xe này. Tèo. Dạ. Lấy cái chìa khóa xe Honda chú để ngoài sân á, ra đây. Dạ. Cái chiếc Future á. Dạ đây cậu ơi. Dạ chìa khóa đây cậu. Có cái phun trời. Đi đâu cứ việc đi thoải mái, nhưng mà nhớ đi về ăn cơm tụi tao nghe không? Ê không, cái này vậy tao nói mày nghe. Bây giờ mày cứ qua nhà thằng Dương đi, thấy không? Cái tụi tao đi đảo dầm phố, xong cái gì cái tao qua nhà thằng Dương luôn, cái gặp mặt cái bệnh. Cái mình sáp vô mình nhậu luôn. Vậy nha. Đi vậy nha. Quyết định rồi. Cậu, mở, thấy con giỏi không? Đẩy qua bệnh cái là xong xuôi hết trơn, giờ khỏe nhà, khỏe nè. Em hỏi gắt giò luôn. Em thấy anh làm không có được. Anh Mùi với chị Dậu lên đây là thăm hai vợ chồng của tụi mình. Vậy mà nỡ lần nào anh đưa qua nhà anh Dũng, không có để cho người ta nghỉ ngơi tắm rửa gì hết. Em không biết gì hết. Nói thiệt với em nè, nay mai ha, bà con á của mình ở dưới quê lên ha, ở chặt nhà, em thấy không? Năm nào cũng vậy. Bây giờ vợ chồng nó lên đây rồi á, mà nếu mà mình không đưa qua bên nhà thằng Dũng trước á, rồi mới mốt mày lên đây chặt nhà rồi mình đưa qua sao ha, vợ chồng còn buồn mình nữa. Nhưng mà bà con của mình chưa có lên tới mà. Nhưng mà gia đình thằng Dũng cũng tha thiết là muốn vợ chồng Mùi ở bên kia mà. Con thấy cậu nói đúng mà. Đó. Mà thấy không, năm nào cũng vậy đó, bà con mình lên đó nó đông được hỏi thôi. Hai người thì nghèo khổ, mười mấy năm mới gặp lại, không biết họ như thế nào. Tự nhiên rước vô nhà ở, trời tự nhiên con phải phục vụ thêm hai người nữa. Còn gia đình mình lên ở chỗ nào, đúng con không? Gia đình mình đông lắm á. Con nói bớt lại chút đi, con là người phụ việc trong nhà, thì chuyện gia đình của cậu mợ để cậu mợ tính, con cứ xem như hoài làm sao vậy? Đúng rồi, em biết không, nhà mình á, tết nhất năm nào cũng đông người đó. Bây giờ đưa qua nhà Dũng là phải rồi, còn nếu không thôi thì nếu không được thì qua đến nhà mình mới chơi một bữa hai bữa cũng được. Giờ chồng Dương có nhà không?